Xin ra chào các bạn. Gần đây mình thấy cái nghề shipper có vẻ phát triển các bạn. Giao hàng nhanh này, Shopee này, hay là tiết kiệm, nói chung là nhiều cái tổ chức giao hàng online bạn. Mua bán bữa nay gần như là người ta lên mạng người ta mua nhiều bạn, cho nên là bán mà trực tiếp truyền thống hồi giờ thì nói chung là nó cũng bị sa sút rồi. Đây một chiếc xe giao hàng nhanh đang đậu các bạn. Thường thường mấy cái người đưa giao hàng đây thường thường đi xe máy các bạn. Ở Quy Nhơn thì đi xe máy. Đây mình cua lại mình quay cái xe giao hàng nhanh đây các bạn. Không biết cái anh giao hàng chắc giao hàng trong hẻm mà vô trong hẻm mà để hàng như vậy thì cũng hơi nguy hiểm này. Hàng hóa để vậy ở ngoài đây mất cắp là rồi. Các bạn nhìn cái bảng số gần như xe nào ở Quy Nhơn shipper cũng kêu một cái bì thêm vì hàng bữa nay càng ngày nó càng nhiều bạn. Lúc đầu là chỉ có một cái thùng thôi ở trên cái yên thôi, nhưng mà lần lần hàng hóa nó nhiều cho nên là người ta phải cột thêm cái bì. Đây mình đi lên một đoạn đây là cũng có một shipper đang giao hàng trong hẻm nữa. Đây không thấy bằng số luôn bạn, mà hàng hóa để ngoài đây mà đi vô tút trong hẻm mà giao thì cũng thấy cũng hơi nguy hiểm. Nhưng mà ở đây thì nó cũng hiền các bạn, nó không có bị mất cắp. Chứ có trường hợp mình thấy trên mạng là ăn cắp là tới xách nguyên cái xe chạy luôn rồi. Đây cũng là một shipper nữa bạn. Theo mình bữa đây hàng hóa nó nhiều các bạn ơi. Hàng hóa bữa đây nó nhiều quá cho nên là một cái thùng trên xe là không có đủ để mà chở hàng, cho nên người ta phải cột thêm cái bì. Mà cột hai bên không hết, người ta phải cột ra đằng sau luôn. Mà cột đằng sau thì nghiệt một cái là nó che mất cái bảng số à. Bây giờ không cột thì không có chỗ bỏ hàng. Thì theo mình thì bây giờ nếu mà muốn mà cột hàng thì bây giờ theo mình là chắc là phải viết một cái bảng số phía sau cái bì phía sau các bạn thì nó mới đúng luật. Chứ nếu không như vậy thì mình thấy là nó che mất cái bảng số là nó cũng không có hợp lý. Cho bây giờ cái nghề nghiệp mà họ thì họ cũng phải đưa nhiều đơn hàng để mà tăng thêm thu nhập các bạn. Thì đương nhiên là người ta phải làm thêm như vậy. Nghề shipper của Quy Nhơn các bạn thì mình thấy thu nhập cũng được các bạn. Không biết là các nơi khác thế nào, nhưng ở Quy Nhơn thì shipper họ sống cũng được lắm. Tại vì ở trong xóm cũng có cháu nó đi làm, mình cũng hỏi thăm cha mẹ của cháu thì cha mẹ cháu nói cháu làm thu nhập cũng được các bạn. Ngoài cái shipper hàng hóa thì còn shipper food đây bạn. Đây Shopee này, shipper food này. Đó là người ta shipper các cái đồ ăn các bạn. Chắc trong tầm ngắn, theo mình là chắc đi trong phạm vi ngắn của trong thành phố thôi. Còn shipper hàng là sáng dậy là người ta phải đi nhận ở các cái trung tâm, rồi chuyển hàng về rồi người ta mới đi nhận, rồi người ta mới đi giao. Còn cái shipper food này thì người ta tới mấy cái tiệm ăn người ta nhận hàng, người ta đi giao ở trong nội thành. Thành ra là mình thấy shipper chạy đầy đường các bạn, gần như bữa nay càng ngày nó càng nhiều, nhất là cái tầm trưa này bạn. Tầm trưa là cái tầm mà shipper hàng hóa người ta đi á, rồi shipper food đồ ăn đồ uống là cứ tầm trưa là cũng nhiều người là có nhu cầu, cho nên là shipper gọi là chạy đầy đường. Thành ra bữa nay mà buôn bán truyền thống á bạn, buôn bán truyền thống gần như là ngoài chợ mình thấy hàng hóa bữa nay bán không có đắt đỏ lắm mà, vừa phải thôi.
Chứ còn còn như bữa nay người ta mua trên mạng nhiều, tuy rằng là cũng có những cái shop lừa đảo, nhưng mà phần lớn bữa nay nhiều người ta muốn làm ăn lâu dài, người ta làm ăn đàng hoàng mà. Xin thân ái chào tất cả các bạn. Vừa rồi là mình giới thiệu với các bạn một số hình ảnh về shipper Quy Nhơn.